Vinh Dâu trả lời về tin đồn với hẹn hò hot girl kém 8 tuổi trong FPTV, tiết lộ một chi tiết thú vị. Ngay khi tin đồn hẹn hò của Vinh Dâu với hot girl Mian nổ ra đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Mới đây, nam diễn viên chính thức lên tiếng về vấn đề này, điều thú vị lại nằm ở cuối clip. Cách đây chưa lâu, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn diễn viên Vinh Dâu hẹn hò hot girl Mian, nữ diễn viên của FPTV. Trước loạt tin đồn liên quan đến chuyện tình cảm, mới đây, diễn viên Vinh Dâu đã lên tiếng. Cụ thể, Vinh Dâu cho biết việc anh và hot girl Mian thực hiện những đoạn clip trên mạng xã hội chỉ là đu tranh của giới trẻ. Anh trải lòng, bữa giờ có những tin đồn tôi và bé Mian có tình cảm với nhau sau những clip TikTok, hôm nay tôi cũng lên đính chính vì chúng tôi không có gì với nhau cả. Những đoạn clip đó dựa vào những trending giới trẻ hay làm thôi. Với tư cách là một người anh và người thầy trên phim, nhân lúc mặc vest, tôi quay với bé luôn thôi. Mọi người cũng đừng ship tôi với Mian nữa, bản thân tôi cũng trải qua nhiều câu chuyện rồi nên tình cảm của tôi bây giờ rất mông lung. Riêng về bé Mian thì mọi người đừng làm bé áp lực, để bé đó còn tìm kiếm người yêu. Bên cạnh đó, diễn viên Vinh Dâu cũng trải lòng về chuyện tình cảm của bản thân, nhân tiện đây, tôi xin trải lòng về chuyện tình cảm. Sau những lời đồn đoán đó, tình yêu thật sự của mình bị tổn thương nhiều và tôi quyết định mang tình yêu thật sự ra ánh sáng để họ không bị thiệt thòi nữa. Cuối clip, anh khiến netizen không nhịn được cười khi công khai tình yêu đích thực, đó chính là những người bạn đồng nghiệp trong đại gia đình FPTV. Nguồn cơn của tin đồn thất thiệt này xuất phát từ đoạn clip của một nữ TikToker tên Mian quay cùng Vinh Dâu diễn viên nhóm hài FPTV thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trong clip, cả hai kẻ tung người hứng những câu thả thính ngọt như mía lùi, thậm chí còn có bức ảnh cả hai diện đồ đen, khoác tay nhau chụp ảnh chung cực tình tứ. Từ đó nhiều người đoán giả đoán non cho rằng chủ nhân đoạn clip chính là người yêu mới của Vinh Dâu. Mian là bạn gái Vinh Dâu hả mọi người, đẹp đôi quá, chúc mừng hai bạn, thấy bạn này trong series phim mới, không ngờ đang hẹn hò với Vinh Dâu, nghe đồn cặp này công khai rồi đúng không mọi người? Là những bình luận phía dưới đoạn clip. Tuy nhiên, ở thời điểm đó tất cả chỉ là đồn đoán, thực hư thế nào còn phải chờ người trong cuộc lên tiếng. Trước đó, ngay khi vừa biết được mình cùng nam diễn viên Vinh Dâu đang được netizen đẩy thuyền cật lực, phía đàn gái cũng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Mian cho biết, anh Vinh là một người thầy trong một dự án phim mà em tham gia, và ngoài đời vẫn vậy. Bọn em hỗ trợ nhau trong công việc, nhiều khi rảnh rỗi thì ghi lại những khoảnh khắc hài hước rồi đăng lên mạng chứ không phải người yêu như mọi người nghĩ. Theo đó, Mian, bạn gái tin đồn của Vinh Dâu sinh năm 2002, hiện đang học diễn viên kịch, điện ảnh, truyền hình tại trường Đại học Sân khấu, Điện ảnh Tiền Phong, Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, Mian được khán giả biết đến và chú ý nhiều hơn sau khi góp mặt vào series phim mới của FPTV. Cô nàng gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên cùng ngoại hình xinh đẹp. Vinh Dâu là một trong những diễn viên quen thuộc, nổi tiếng thông qua các series phim ngắn của FPTV. Trước khi vướng tin đồn hẹn hò với Mian, Vinh Dâu từng khiến nhiều người ngưỡng mộ trước mối tình kéo dài nửa thập kỷ với ca sĩ Lương Minh Trang. Vinh Dâu và Lương Minh Trang về chung nhà vào năm 2017 sau 2 năm hẹn hò. Trong hôn nhân, vợ chồng nam diễn viên đối xử với nhau như hai người bạn thân thiết, chuyện gì cũng tâm sự, chia sẻ cùng nhau. Cặp đôi nhiều lần thể hiện sự hài hước trong cách giao tiếp, ứng xử với nhau trên truyền hình, cho thấy rõ sự thân thiết trong quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, đến năm 2021, cả hai chính thức ly hôn khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.